Anh em ơi, tôi còn 34 bộ lăng xê nữa nhá. 34 bộ lăng xê này để gửi lẻ thôi. Thế còn combo thì hai thùng này thì còn một thùng thôi. Còn một thùng duy nhất, còn một thùng thì một bạn đến lấy rồi. Hôm nay là tối thứ bảy, tôi sẽ đi câu lăng xê này. Mồi thì tôi chọn sẵn rồi. Bây giờ nó rơi vào khoảng 5 giờ kém 10 chiều. Ngậm ngậm tối rồi. Đây, mồi thì tôi chọn sẵn rồi. Chỉ để đi xuống hồ câu thôi. Đó. Ở cái hồ này thì ngày xưa người ta cho câu đêm. Nhưng mà bây giờ người ta không cho câu nữa. Tôi xuống tôi thử chày cối xem có được câu đêm hay không. Thì, tôi xin nói với anh em là cái hồ này thì cá thì người ta khoảng tầm hơn 2 tháng rồi người ta không thả cá. Và hồ đấy là cái hồ 100.000 đấy. Cá nó rất chi là ít. Anh em hiểu không? Cái lượng cá nó rất chi là thưa, gần như là tỷ lệ mòm rất chi là cao. Nhưng mà câu đêm ấy thì ăn khả năng là cũng phải đến cả tiếng, đến hơn tiếng đồng hồ mới may ra thì được một con. Tôi câu đêm hy vọng tôi chỉ cần mong bắt được khoảng 2 3 con thôi, nhưng mà con to to một chút là ok anh em ạ. Thì tôi trộn sẵn mồi rồi, bây giờ chỉ việc nắm thôi. Thì tôi buổi tối nay thì tôi sẽ câu 2 cần, tại vì ở cái hồ đấy người ta cho đánh 2 cần mà tôi quen thì người ta cho đánh 2 cần câu thoải mái. À, đây. Tôi sẽ nắm trước đây hộp lên C này đó. À, 5 bộ, 4 bộ ở ngoài và 1 bộ dự phòng ở trong và một số lưỡi để dự phòng. Câu đêm thì cứ phải đề phòng nhiều. Không ấy. Câu 2 cần mang 5 bộ lăng xê. Thực ra thì cái hồ này rất chi là ít cá. Hồi trước ấy người ta còn hay thả. Nhưng mà bây giờ thì cá mú rất chi là ít ở cái hồ đấy rồi. Mồi này hơi khô này, nên tôi cần phải trộn thêm một ít. Được rồi. Đó, anh em sẽ nắm trước, tại vì xuống đấy là trời tối mà, nên là tôi sẽ nắm trước luôn 4 cục lăng xê vào đây. Xuống đấy là chỉ việc ném thôi, không ra cần phát là ném. Okay. Tôi trộn mồi chỗ này để câu cả đêm này. Cái bộ lăng xê này là mới cứng nhá, chưa dùng qua bữa nào luôn. Nhìn dây nó thẳng tưng này, là mới này, chưa dính cá này. Câu bao giờ mà cái dây này nó phải xoăn tít theo lò mới thích, thì lúc bây giờ là nó được nhiều cá thì dây nó mới xoăn, nhưng không được cá thì có một câu đến lúc mà tàn cái bộ lăng xê thì dây nó vẫn chưa xoăn được. Đó anh em, ok. Đây, cái này thì thực ra không cần phải cắm nhưng mà thôi. Nắm tận 4 cục lăng xê cơ, thế là tôi cắm luôn vào đây để cho nó đỡ vướng xuống, nó đỡ bị cái cục lăng xê nó quặc với cả cái cục lăng xê kia anh em ạ. Xuống đến nơi thì lại gỡ một lưỡi ra, lại gỡ một cái ra. Ok, tôi nắm trước luôn 4 cục lăng xê. Câu 2 cần, nắm trước 4 cục. Đó. Lâu lắm rồi tôi không đi câu lăng xê ban đêm đấy. Phải đến mấy năm rồi. Chắc là phải 2 năm rồi này. 2 năm chắc phải được 2 năm nhỉ. Câu ban đêm thì nó không như câu ban ngày. Quá trình quay phim thì nó không được như ban ngày đâu anh em ạ. Nhá. Và
hạn chế quá trình nó không quay phim, nó không được nhiều cảnh như bên ngoài bên này. Ok, làm gì em? Vào đây, vào đây. Rồi, ok anh em. Hai cục à, bạn rót nước uống đi, chờ mình đang rửa tay một tí xong rồi. Giờ nó vẫn còn sáng thì nắm mùi nó dễ hơn, xuống đấy nó tối rồi thì nắm mùi nó khó, nên là nắm trước ở nhà, đằng nào cũng phải nắm. Đây, mấy cái bộ này là dây xoắn tít thò lò nó câu rồi này. Trước cái túi cá thủng hôm qua tôi lôi ra, tôi vá nó loanh quanh lại thành ba chỗ chứ không phải một chỗ. À, cần câu các thứ thì chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ ăn cơm tối xong là đi thôi. Đang có khách ngồi chờ. Đấy, khách đang ngồi chờ thì tôi cố nắm nhanh 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 tí là xong. Vì hồ nó ít cá nên là tôi trộn mồi chặt chặt nên ném xuống cho nó lâu lâu tơi cũng được. Hồ này còn cá rất chi là thưa, tôi chỉ giờ không hy vọng được nhiều, hy vọng được một hai con thôi, may lắm rồi. Rồi, ok anh em, tôi đi ra làm cho khách. Đây, mấy cái này thì tí đổ túi bóng thôi. Rồi, ra đến hồ thì tôi đi tiếp Em cho anh em đây xem chuẩn nhé. bị hết đồ câu rồi, cần câu và ghế các kiểu linh tinh. Đây, tối nay thì phải mang theo cái võng đi nữa để nằm, nếu mà sợ mũi trời lạnh thôi. Nếu tối mai mình đi câu lăng xê, tối mai chủ nhật thì câu tốt hơn, mai nó ấm. Hôm nay thì tôi xem dự báo thời tiết Hà Nội thấy nó còn báo là có mưa và dông, sợ mỗi mưa mới dông thôi. À đấy, quên phải mang theo cái ô, nhớ đâu đề phòng mưa. Đi câu đêm mà. Ok, khoảng tầm kiểu này thì chắc phải 8 giờ 9 giờ tối tôi mới ra hồ cơ. Ngồi khoảng đến tầm 2 giờ đêm. 2 giờ đêm thì về. Thì hy vọng nó bắt được một hai con. Mồi thì rất chi là chuẩn rồi, nhưng mà cá thì rất chi là ít. Cá trong hồ nó thưa thưa không tả nổi luôn. Nhưng mà hy vọng là bắt được một hai con củ buổi tối. Nay thì hy vọng được khoảng tầm hai con là ok rồi. Ok nha. Đến tối thì thực ra ra đến hồ thì quay cũng chả quay được nhiều. Khi nào mà tôi ném xong hết ấy, xong 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 hết mồi thì tôi sẽ quay. Ném xong hết rồi, ra cần hết, ném xong rồi bắt đầu tôi quay phim anh em. Khi nào được cá thì tôi lại quay tiếp. Ok anh em. Nếu mà có được. Nên tôi chỉ sợ móm thôi, tại vì cái hồ này cá thưa lắm. Ok anh em. Thì có thưa thì người ta cho mới cho câu lăng xê như thế. Cá ít người ta mới cho câu như thế chứ còn cá nhiều anh người ta cho câu. Anh Ok em anh em. nhá, vừa ra đến nơi. À, kia tôi câu tí ra ngoài kia. Đây tôi cho cái phao nổi lên. Bây giờ là hơn 9 giờ rồi. Hồ không có một ai câu đấy, anh em nhìn thấy phao sáng chưa? Đấy, hồ không có một ai câu, một mình tôi câu thôi. Đồ rạc vừa ra nhá.
Đấy, nước chè mang đi để uống. Một câu lăng xê. Trứng. Tí đói đi ăn. Chắc là tôi chỉ ngồi đến khoảng tầm 12 rưỡi 1 giờ thôi là tôi về. Ở đây cái hồ rất chi là khoai luôn, lâu lắm rồi không ai câu. Tôi chỉ mong bắt được một hai con là về thôi. Các bạn hôm trước đi câu nó bị lủng lít nên là he quá. Đây là tôi đi một mình này, mang chân máy quay đi mà trời tối như này thì cũng chịu, không không quay được cái gì cả. Đấy, hôm nay sương mù rất chi là nhiều. À, mờ tịt luôn. Lúc nào mà được cá thì tôi sẽ quay cho anh em. Thực sự là rất chi là khoai đấy. Tôi sẽ cố gắng phục kích bắt bằng được. Nếu mà không được thì cũng phải chịu. Này, ban đêm một mình một hồ. Ok anh em. Đó. À, chút nếu mà được cá thì tôi sẽ quay phim anh em xem, còn nếu mà không được cá thì video này hay là video cuối. Ôi anh em, một con đầu tiên nhá. Anh em nhìn nó đóng lăng xê, nó đóng đây. Một con chuối đầu tiên. Ok. Phải từ gỡ đã khoảng. Đây, tôi Anh gỡ xong em rồi anh vừa em nhé. lên em hàng đầu tiên đây. Tôi không không sau sau phải đến 1 tiếng 15 phút tôi vứt cục mồi ra. Tôi kệ, tôi không không thèm lôi thì nó cuối cùng nó cũng phải lôi cần. Đấy, tôi đang ngồi quánh điện tử thì nó lôi cần reo, may tôi chộp kịp. Chứ không có thì ở đây là đánh bắt buộc phải khóa cần này, bên đây là bụi cái tường rào. Nếu mà không khóa cần thì nó sẽ lôi vào trong tường rào, bắt buộc tôi phải khóa cần nên là không xử lý nhanh thì trời này mà lội xuống hồ mà mò cần là rất gì là vất. Trời buổi tối Hà Nội ra nó hiện tại nó rơi khoảng 15 16 độ tôi nghĩ thế. Ok nha, một em đầu tiên rồi. Chút nữa nếu mà được thì tôi sẽ quay tiếp, không có thì đến lúc về tôi sẽ quay. Ok nha. Tôi nghĩ là với cái mức độ như này thì chắc chắn là rất chi là khó đây. Được một con nghe nó có vẻ là hoành tráng lắm rồi. Anh em Ok nha. 12 giờ 25 rồi. Tính ra câu được khoảng 3 tiếng đồng hồ. 12 giờ 3 gọi là từ khoảng tầm 9 rưỡi. Được đúng một con này, gọi là 3 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên đi câu lăng xê 3 tiếng đồng hồ được một con trôi. Chán không muốn nói đây là thời điểm à, hồ khoai khoai thôi rồi khoai ngồi 3 tiếng đồng hồ không có một con cá nào quẫy cả cái hồ này ngày hôm nay. Giờ tôi thu đồ tôi đi về, chán rồi, ngồi 3 tiếng là kéo được có một phát chán luôn. Chưa bao giờ mà đi câu lăng xê mà 3 tiếng đồng hồ được một con cá rô như này cả. Thôi được rồi, thi thoảng cũng phải có một hôm đánh nhẽ, thi thoảng cũng phải có một hôm móm cơ. Hôm trước thì vừa móm xong. Hôm trước vừa mới móm xong bị thủng túi đấy, thì hôm nay được có một con. Hồ này nó còn thưa cá quá. Ok, hẹn gặp lại anh em vào cái video sau. Câu lục. Nghĩ chắc là câu lục, còn nếu mà câu lăng xê thì tiếp thì lại câu. Ok anh em, thôi tôi đi thu dọn đồ về đây. Con cá này thì cũng cho túi bóng thôi. Chứ tôi cũng không mang vợt ra làm gì cả cho nó bẩn, nó chỉ khoảng hơn cân thôi. Ok anh em. Tôi thu dọn đồ đi về, giờ về nhà chắc là cũng phải 1 giờ kém. Ok anh em. Đen nhọ 3 tiếng đồng hồ được một con trôi.